Thank you.
Một buổi chiều tuyệt vời tại sân bóng Minh Đức, và chắc chắn sẽ rất nhiều những điều tuyệt vời hơn nữa khi trước mắt chúng ta sẽ là trận so tài đỉnh cao giữa FC Tim Bé gặp U23 Huda trong khuôn khổ giải bóng đá VFTV U23 Cup 2022. Đây là một trận đấu được đánh giá ngang tài ngang sức và thật sự thu hút rất nhiều sự chú ý không những của người hâm mộ cũng như cả giới mộ điệu, khi FC Tim Bé, đội bóng được coi là chú ngựa Âu của giải bóng đá này, đối đầu với ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch U23 Huda. Và cả hai đội ở lượt trận vòng bảng đều chưa bị thua một trận đấu nào. Và để cho quý vị và các bạn dễ theo dõi hơn, FC Tim Bé hôm nay ra sân với trang phục áo vàng quần vàng, với thủ thành mang số 38 Nguyễn Văn Minh, số 5 Phạm Mạnh Hùng, số 9 Nguyễn Ngọc Nam, số 11 Vương Lê Việt Anh, số 14 Phạm Anh Tuấn, số 21 Lục Văn Diện và số 32 Phùng Đệ Nhất. Bên phía FC U23 Huda ra sân với trang phục áo xanh quần đen, với thủ thành mang số 1 Nguyễn Bảo Linh, số 10 Nguyễn Thế Thiện, số 13 Nguyễn Hoàng Sáng, số 16 Đặng Văn Dương, số 20 Nguyễn Văn Tài và số 21 Vũ Quang Ảnh, số 23 Nguyễn Anh Đức. Có rất nhiều những sự chờ đón, rất nhiều những toan tính và rất nhiều những điều đặc biệt trong trận đấu này, khi FC Huda, đội bóng đã giành được 7 điểm và đứng đầu bảng D với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đối đầu với FC Tim Bé, nhì bảng C với 2 trận hòa và 1 trận thắng. Với đầy đủ những binh hùng tướng mạnh và với những con người trên sân thì chắc chắn một chiến thắng
sẽ là thứ mà U23 Huda lẫn FC Team Bé muốn hướng tới trong trận đấu này. Và như vậy tiếng còi của trọng tài chính đã vang lên. Ở hiệp một này, Team Bé là những người sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Chắc chắn đối mặt với Team Bé thì ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch VFTV U23 Cup FC U23 Huda chắc chắn sẽ muốn cho mình có những phút đầu tiên dồn ép đối thủ, đúng như cái cách mà trong những trận đấu trước họ tạo ra trước những đội bóng có kinh nghiệm và có những con người không tốt so với mặt bằng chung của đội hình U23 Huda. Một tình huống dứt điểm ngay, có cơ hội và người vừa dứt điểm đó là Nguyễn Anh Đức. Sự đúng với những kỳ vọng, những con người và với sự đầu tư vô cùng mạnh mẽ đến từ Bầu Hưng thì thật sự U23 Huda trong giải đấu này là rất khó đoán. Và thật sự họ được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch cũng không phải là điều gì quá đáng nói. Và liệu ứng cử viên cho chức vô địch FC U23 Huda liệu trong trận đấu này họ sẽ đá như thế nào đây? Và phát bóng lên phía trên hơi vội của Quang Anh. Và trong trận đấu này, số 16 Đặng Văn Dương sẽ là người được ban huấn luyện bên phía FC U23 Huda được trao niềm tin tưởng đeo bằng đội trưởng. Văn Minh, đây là Mệnh Hùng. Tình huống phá bóng lên của Văn Minh, gần như trong những phút đầu của hiệp 1 thì tuyến giữa của FC U23 Huda kiểm soát bóng là rất tốt và có phần nhỉnh hơn FC Team Bé. Nhưng chúng ta cũng phải nên nhớ rằng FC Team Bé chơi phòng ngự phản công rất hay. U23 Huda được biết là đội bóng chơi kiểm soát bóng, đập nhà. Nhưng đối mặt với Team Bé, đội bóng có hàng phòng ngự rất chắc chắn và có số có má khi chơi phòng ngự phản công trước những đội bóng lớn như FC U23 Huda thì chắc chắn FC Team Bé biết mình phải làm gì. Đây là anh Tuấn. Không có gì nguy hiểm đối với khung thành bên phía FC U23 Huda. Rất nhiều những đường chân dài lên phía trên mà cả FC Team Bé lẫn FC U23 Huda sử dụng tới. Bởi với tính chất của một trận tứ kết thì mọi sai số đều phải trả giá. Văn Tại, đội hình của FC U23 Huda trong trận đấu này không có quá nhiều những sự thay đổi. Và đây là bộ khung chính được Bầu Hưng sử dụng cho hầu hết những trận đấu vừa qua trong khuôn khổ giải bóng đá VFTV U23 Cup. Đây là cơ hội, bóng vẫn đang luẩn quẩn trước khung thành của FC Team Bé. Vẫn là kỹ thuật của Văn Dương. Quang Anh hơi vội trong những pha xử lý bóng và cần phải chắc chiu hơn, cần phải chơi chậm lại hơn nếu như U23 Huda chí ít là muốn có cho mình bàn thắng mở điểm ngay ở những phút đầu của hiệp 2 này. Xoay sẻ bóng rất tốt. Đây là Hải Dương. Văn Tài, đường chuyền có ý đồ cho số 13 Hoàng Sáng ở phía cánh đối diện. Nhưng đáng tiếc vừa rồi Hoàng Sáng lại không bắt được tình huống chuyền bóng vừa rồi. Cả hai bên đều muốn đá thăm dò và thật sự
FC team bé chưa có nhiều những pha tấn công sắc nét đối với khung thành của bên phía FC U23 Huda, nhưng họ đang được hưởng một tình huống sút phạt. Khoảng cách đến với khung thành của Hải Dương là rất gần. Và liệu sẽ là một cú sút thẳng hay sẽ là những bài miếng mà FC team bé tạo ra nhằm gây những đột biến nhất định trước khung thành của Hải Dương. Anh Tuấn, một tình huống dứt điểm bóng rất tốt của anh Tuấn, nhưng Hải Dương trong tình huống vừa rồi đã chơi tập trung. Phạt biên cho FC team bé. Dứt điểm ngay. Tình huống dứt điểm ngay của cầu thủ bên phía FC team bé. Nhưng đáng tiếc bóng lại đi khá cao so với khung thành của Hải Dương. Và cơ hội lại bị trôi qua. FC U23 Huda cũng được coi là FC có hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu này. Khi mà kết thúc vòng bảng họ chỉ có hai bàn thủng lưới. Có quá nhiều những điều thuận lợi khi có họ, khi FC Huda họ có những con người và họ có một ông bầu rất mát tay, rất tâm huyết khi đầu tư vào đội bóng. Không chỉ FC U23 Huda mà đội bóng lớn FC Huda cũng được coi là cái tên có số có má trong làng bóng đuổi, trong làng bóng đá phủi Hà Nội. Hơi chậm trong tình huống xử lý vừa rồi, nhưng bóng vẫn đang trong chân của cầu thủ FC U23 Huda. Xoay sở bóng rất tốt. Cơ hội. Tình huống chơi bóng bằng tay của Quang Anh để ngăn chặn tình huống chuyền bóng vừa rồi. Một tình huống phạm lỗi cần thiết để ngăn chặn đường bóng lên phía trên của FC tìm bé. Anh Tuấn. Đây là Văn Dương. Bóng lại trở lại kiên kiểm soát của Việt Anh. Ở bên ngoài thì cả ban huấn luyện của FC Team Bé lẫn FC U23 Huda đang có nhiều những chỉ đạo và điều chỉnh đối với những con người và đội hình trong sân. Bởi như chúng ta đã biết, đến vòng tứ kết này không có đội bóng nào muốn thua cả. Kịp không? Tình huống không chế bóng không thật sự như ý vừa rồi là của anh Đức. Và với cục diện của trận đấu này thì hai mũi nhọn tấn công mà FC U23 Huda sở hữu đó là Thế Thiện và anh Đức. Còn đối với FC Team Bé, số 9 Ngọc Nam, người được đón đợi nhất, mong chờ nhất mà các cầu thủ FC Team Bé sở hữu, được kéo xuống chơi vị trí thỏng. Rất khéo. Đây là kỹ thuật. Anh Tuấn. Tình huống di chuyển vào dứt điểm ngay của anh Tuấn. Nhưng cơ hội vẫn mãi chỉ là cơ hội thôi. Cả FC Team Bé và FC U23 Huda đều có cho mình những cơ hội. Ngay sau khi tiếng còi của trọng tài cất lên. Nhưng những cơ hội của cả hai bên thật sự là vẫn chưa rõ rệt. Quang Ảnh đỡ bóng rất mượt. Vẫn có sự có mặt kịp thời của anh Tuấn giải vi trước khung thành của Văn Minh trong tình huống vừa rồi. Đang có những khó khăn trong việc cầm bóng và phát triển bóng lên phía trên của FC Team Bé. Tình huống thoát người rất tốt của Văn Dương. Bóng vẫn còn. Đây là Văn Dương. Làm gì đây? Kỹ thuật của Văn Dương. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Cơ hội vẫn còn. Đây là Thế Thiện. Rất nhiều những pha
Uy hiếp khung thành của FC Tim Bé vẫn còn. Quá xuất sắc trong tình huống cản phá vừa rồi. Và vừa rồi Văn Minh đã phải bay người để cản phá bóng. Hàng loạt những pha xử lý, hàng loạt những bài miếng, những pha đập nhả mà U23 Huda tạo ra. Và số 20 Văn Tài đã tung ra một cú sút mà khiến cho Văn Minh phải trổ tài trong tình huống vừa rồi. Vẫn còn. Liên tiếp là những tình huống uy hiếp khung thành mà FC U23 Huda tạo ra. Hàng tá những cơ hội, hàng tá những tình huống nguy hiểm mà các cầu thủ FC Huda tạo ra. Và liệu nếu đá như thế này bàn thắng có đến hay không? Đáy biển. Bóng hơi luận, bóng luẩn quẩn trước khung thành của Văn Minh. Và tiếp tục sẽ có tình huống phạt góc cho FC U23 Huda. Văn Dương dứt điểm ngay. Tình huống cắt bóng vừa rồi là của Thế Thiện. Nhưng đáng tiếc tình huống chạm bóng vừa rồi, bóng đi khá mạnh so với khung thành của Văn Minh. Liệu hàng phòng ngự của FC Tim Bé, thứ được coi đã làm lên tên tuổi của FC Tim Bé, đã chứ danh phòng ngự phản công của họ trong những phút sắp tới sẽ thể hiện ra sao trước hàng công được đánh giá là cũng mạnh không kém hàng phòng ngự mà FC U23 Huda sở hữu. Và khi có bế tắc thì cũng phải nên nhớ rằng U23 Huda còn đó Junio, tiền đạo mang số 30, vẫn luôn sẵn sàng trong những tình huống thay người chiến thuật mà FC U23 tạo ra. Thế Thiện, kỹ thuật của Thế Thiện hơi chậm trong pha xử lý bóng vừa rồi của Thế Thiện. Và sẽ có tình huống sút phạt cho FC U23 Huda. Anh Đức, tình huống phát bóng bóng lên của anh Đức. Thật sự đang có những bế tắc trong việc cấm bóng của FC Tim Bé. Và đối với FC U23 Huda, họ cũng có cho mình những cơ hội thật sự nguy hiểm, nhưng những mũi nhọn của họ vẫn chưa tận dụng được thời cơ một cách tốt nhất. Đập nhả 1-2 rất tốt, dứt điểm ngay. Vẫn còn 1-0. 1-0 cho FC Tim Bé và rất bất ngờ. Người vừa ghi bàn đó cầu thủ áo số 11 Vương Lê Việt Anh. Một tình huống chớp thời cơ rất nhanh của Việt Anh. Và 1-0 cho FC Tim Bé. Tình huống truyền cột 2 và dứt điểm ngay. Rất nhanh. U23 Huda tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Và ngay lập tức họ đã nhận được hồi mã thường đến từ FC Tim Bé. Một đội bóng được coi là chú ngựa ơ của giải đấu này với tinh thần và ý chí thi đấu vô cùng mạnh mẽ. FC Tim Bé nhường hoàn toàn lại quyền kiểm soát thế trận cho FC Huda. Và ngay lập tức khi có cơ hội họ phản công, và ngay lập tức họ tận dụng cơ hội một cách triệt để. Và 1-0. Một kết quả xứng đáng trong những gì và trong những phút vừa qua mà cả hai bên tạo ra cho mình. Một không cho FC Tim Bé. Và liệu ứng cử viên cho chức vô địch U23 Huda sẽ thể hiện bộ mặt ra sao trên mặt trận tấn công đây? Ngọc Nam. Đây là Văn Minh. Vẫn là tình huống phát trong bóng, phát triển bóng lên. Không kịp rồi. Lên bóng cho FC U23 Huda. Gia Huy được tung vào sân và chơi vị trí thòng. Và liệu sự có mặt của Gia Huy có giúp ích cho U23 Huda hay không? Đây là cơ hội dứt điểm ngay. Bóng chạm tay nhưng trọng tài nói không với tình huống xử phạt vừa rồi. Vẫn rất phiêu lưu trong tình huống xử lý của Quang Sáng.
Thế Thiện sẽ có phạt góc cho FC Huda. Không, đó chỉ là tình huống phát bóng lên mà thôi. Thì dưới góc độ quan sát của trọng tài, bóng đã đi hết đường biên ngang. Phạt biên cho FC Tim Bé. Ngọc Nam đang đứng trước bóng trong tình huống này. Ngọc Nam, tình huống cột hai, bóng vẫn còn, dứt điểm ngay. Tình huống dứt điểm nhanh của cầu thủ áo số 11 bên phía FC Tim Bé, nhưng đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, Thủ Anh Hải Dương đã làm chủ được tình huống rất tốt. Văn Dương, bóng trở lại quyền kiểm soát của Hải Dương. Văn Tài, Huda sử dụng rất nhiều những đường truyền dài và sử dụng nhiều những miếng đập nhà để kéo giãn hàng phòng ngự của Tim Bé, nhưng thật sự hàng phòng ngự của Tim Bé trong những phút vừa qua họ chơi vẫn rất tỉnh táo. Bây giờ số 30 Junio, tiền đạo ngoại binh mà FC Huda sở hữu, được tung vào sân để thay cho số 10 Thế Thiện. Và chắc chắn hàng phòng ngự của Tim Bé sẽ gặp rất nhiều những khó khăn trong những phút sắp tới. Junio khống chế bóng rất tốt của Junio, nhưng trong vòng vây của bốn cầu thủ bên phía FC Tim Bé thật sự là quá khó cho anh trong tình huống xử lý bóng vừa rồi. Với Junio mà FC Huda sở hữu trong đội hình thì thật sự họ có nhiều hơn những lựa chọn trong những pha tấn công của mình và trong những phương án tấn công đưa bóng lên phía trên. Bởi như chúng ta đã biết, Junio được đánh giá là tiền đạo có thể hình, có tư duy, một sát thủ vòng cấm mà chắc chắn FC Tim Bé sẽ phải chú ý rất nhiều trong những phút sắp tới. Gia Huy, đây là Văn Dương, vẫn rất chắc chắn đến từ hàng phòng ngự của FC Tim Bé và lên bóng cho FC Tim Bé. Hơi vội trong tình huống phá bóng vừa rồi. Người vứt bóng đó là Việt Anh, người mở điểm cho FC Tim Bé. Gia Huy, rất nhiều những tình huống đập nhà 1-2 để kéo giãn hàng phòng ngự bên phía FC Tim Bé mà U23 Huda tạo ra. Cất bóng vẫn rất tốt. Lên bóng Văn Diện, rất hay. Một tình huống quét trụ trâu đối với Hoàng Sáng và đã có tình huống phạm lỗi của một cầu thủ bên phía FC Tim Bé. Quay lại chỗ đang đau đi, zoom vào. Một tình huống phạm lỗi chiến thuật mà cầu thủ FC Tim Bé tạo ra. Như chúng ta đã biết, FC Tim Bé ở vòng bảng họ chơi một thứ bóng đá tấn công không quá đẹp mắt, nhưng thật sự rất hiệu quả trong những pha tấn công lên phía trên. Junio, còn với U23 Huda, họ không chỉ được đánh giá là đội bóng có hàng phòng ngự mạnh nhất của giải bóng đá VFTV U23 Cup, mà họ cũng được đánh giá là họ có một hàng công biết nổ súng và biết ghi bàn đúng lúc đúng chỗ. Quả thật sức mạnh của FC U23 Huda là không thể bàn cãi, và sẽ có cơ hội để họ cân bằng tỷ số trong tình huống sút phạt này khi đứng trước bóng có sự góp mặt của Junio của Anh Đức. Junio,
huống dứt điểm ngay của Juninho. Nhưng đáng tiếc bóng lại đi ra ngoài. U23 Ura cần chắc chịu hơn, cần tỉnh táo hơn và chắc chắn cần chính xác hơn trong những pha dứt điểm của mình. Văn Tài, bóng vẫn đang trong chân của Văn Tài. U23 đang kéo nhịp độ trận đấu chậm lại và chơi theo đúng thứ bóng đá mà họ đang muốn. Và đối với team bé, họ nhường lại hoàn toàn thế trận, hoàn toàn kiềm quyền soát bóng cho FC U23 Huda. Văn Dương, Juninho đập nhả 1-2 rất hay và nhuần nhuyễn đến từ các cầu thủ bên phía FC Huda. Juninho, tình huống chuyền bóng hơi khó hiểu của Juninho trong tình huống vừa rồi, thì đáng lẽ ra anh có thể xử lý bóng tốt hơn rất nhiều. Đây là Gia Huy. Lên bóng cho Huda. Vẫn còn. Trên mặt trận tấn công thì FC Team Bé không quá xuất sắc, nhưng họ biết chấp những thời cơ mà họ có. Còn U23 Huda, họ tấn công nhiều, nhưng thật sự trong những pha tấn công của họ vẫn thiếu đi một chút may mắn và một chút sắc sảo. Tình huống dứt điểm từ sân nhà vừa rồi là của Gia Huy và sẽ có phạt góc cho U23 Huda. Hoàng Sáng, Tuyến Hải dứt điểm từ xa. Tiếp tục sẽ có tình huống phạt góc cho U23 Huda. Liên tiếp những pha bắn phá, liên tiếp những bài miếng, những mảng miếng tấn công mà U23 Huda tạo ra. Nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ. Vẫn còn. Hơi đáng tiếc trong tình huống vừa rồi khi Juninho không thể chạm chân được vào bóng. Còn nếu trong tình huống vừa rồi Juninho chạm chân được vào bóng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra đối với khung thành của Vạn Mình. Hải Dương, đây là Gia Huy. Xoay sở Juninho, hơi chậm trong tình huống xoay sở vừa rồi của Juninho. Và lên bóng cho Team Bé. Cơ hội dứt điểm này. Tình huống dứt điểm này của Đệ Nhất, trong tình huống vừa rồi Đệ Nhất lại bị mất đà. Hơi đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Và thật sự FC Team Bé chơi phòng ngự phản công là rất đáng gờm. Và chính việc họ đá với lối đá phòng ngự phản công này đang gây rất nhiều những khó khăn cho mặt trận tấn công mà FC U23 Huda phải đối mặt. Văn Dương vẫn là những tình huống đập nhả để kéo giãn hàng phòng ngự của FC Team Bé mà FC U23 Huda tạo ra. Juninho, và chuyền bóng hơi vội của Juninho và cơ hội lại bị trôi qua. Thật sự cứ đá như thế này, hiệp 1 kết thúc với 1-0 thì đó là một hiệp đấu thành công cho FC Team Bé. Một hiệp đấu có toàn tính, quá có sự lựa chọn và biết mình biết ta trong những pha tấn công của mình. Bóng vẫn còn, cơ hội. Cần nhanh hơn trong những pha khiển hai bóng lên phía trên. Anh Đức, kỹ thuật của anh Đức. Bây giờ thì Hải Dương được đẩy lên chơi rất cao và phải chăng trong những phút cuối của hiệp 1 này U23 Huda sẽ chơi power play chẳng? Juninho cũng được kéo xuống để chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nhằm kéo bóng cho các cầu thủ FC Huda. Cơ hội phản công, dứt điểm đi. Quá đáng tiếc trong tình huống dứt điểm vừa rồi của Đệ Nhất. Và lại là cơ hội được
gửi gắm đến cho các cầu thủ bên phía FC U23 Hood à. Đã có tình huống phạm lỗi từ phía sau. Những phút cuối của hiệp 1 này có quá nhiều những tình huống nguy hiểm mà cả hai bên tạo ra cho mình. Và cả hai bên đang ăn miếng trả miếng nhau. Nhịp độ của những phút cuối hiệp 1 này được đẩy lên rất cao. Văn Dương đang đứng trước bóng. Và cả sự góp mặt của anh Đức nữa. Đây sẽ liệu là tình huống sút thẳng hay chăng? Dứt điểm. Hoàng Sang. Và như vậy kết thúc hiệp 1 tỷ số là 1-0 cho FC Tim Bé. Một hiệp đấu thành công đối với những đấu pháp và đối với những điều chỉnh mà FC Tim Bé tạo ra trước ứng cử viên vô địch UEL Huda. Và hẹn gặp quý vị và các bạn sẽ trở lại hiệp 2 của trận đấu này sau ít phút nữa.
Xin kính chào quý bạn và các vị đã trở lại hiệp 2 trận đấu giữa FC Team Bé gặp FC U23 Uda trong khuôn khổ giải bóng đá VFTV U23 Cup 2022. Và kết thúc hiệp 1, FC Team Bé đang dẫn trước U23 Uda với tỷ số là 1-0. Và người ghi bàn và cầu thủ mang số 11 Vương Lê Việt Anh. Và như vậy tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trong hiệp đầu thứ hai này thì FC Uda sẽ là người bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Đang có những điều chỉnh nhất định về mặt con người đối với FC Huda. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của FC U23 Huda. Thì trong hiệp 2 này Bá Tùng được tung vào sân. Bá Tùng. Tình huống chuyền bóng hơi khó hiểu của Bá Tùng lên phía trên. Và thật sự trong tình huống vừa rồi Junio không hiểu tình huống phất bóng lên vừa rồi. Có một thằng thôi. Vẫn còn. Alo ạ? Đây là đệ nhất. Thằng cánh nó sát bên sân kia chứ anh. Sân 2 sân 3 thôi. Với kết quả 1-0 ngay trong hiệp 1 thì thật sự đó là một hiệp đấu thành công đối với FC Team Bé. Bởi Team Bé được đánh giá thấp hơn so với FC U23 Huda. Và kết thúc hiệp 1 tỷ số là 1-0 thì đó là kết quả vô cùng thuận lợi đối với những toan tính mà FC Team Bé tạo ra cho mình. Nhưng họ cần phải nhớ rằng hơi đáng tiếc trong tình huống vừa rồi và quá khó hiểu. Một tình huống bỏ lỡ cơ hội 10-10 của Junior. Như chúng tôi đã nói, FC Team Bé trong trận đấu này và trong hiệp đấu này họ phải đối mặt với ứng cử viên cho chức vô địch, đó là U23 Huda. Và vừa rồi là cơ hội mà FC Huda tạo ra cho mình. Nhưng hơi khó hiểu trong pha vừa rồi khi Junio có thể xử lý được gọn gàng hơn, chăm chút hơn. Bởi thứ mà U23 Huda đang cần đó là bàn thắng. Nhưng cơ hội vẫn mãi chỉ là cơ hội mà thôi. Hải chạy nhiều lên Hải ơi. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng thì thật sự FC U23 Huda đang đối mặt với những khó khăn nhất định về việc luân chuyển bóng lên phía trên. Và khi có cơ hội họ lại bỏ ra, họ lại bỏ lỡ một cách rất vô duyên. Văn Hưởng. Tình huống chơi bóng dũng mãnh vừa rồi là của Văn Hải. Cắt bóng rất tốt. Lên bóng cho FC Team Bé. Sức mạnh của Junio. Cơ hội! Vào không? Vẫn quá chậm trong pha xử lý vừa rồi. Và lại là cơ hội đối với Văn Dương. Cơ hội nối tiếp cơ hội mà FC Huda được nhận. Nhưng tại sao may mắn và bàn thắng cứ lảng tránh họ vậy ạ? Hết Junio và bây giờ lại đến Văn Dương. Khi trong pha xử lý vừa rồi Văn Dương có thể làm rất tốt. Quá chần chừ và thật sự cơ hội lại bị trôi qua. Văn Dương. Vẫn rất chính xác đến từ số 11 bên phía Huda. Chuyền bóng hơi vội đến từ Lục Văn Diện bên phía FC Team Bé. Một đội tấn công. Một lối đá tấn công đến rực lửa. Đến mê hoặc lòng người. Nhưng cách mà họ được nhận những cơ hội, tận dụng những cơ hội, đây là câu hỏi lớn nhất mà đến bây giờ U23 Huda vẫn chưa thể giải đáp được. Còn đối với Team Bé, họ chơi một lối đá gù xù xì, gai góc, không đẹp mắt nhưng thật sự họ lại có bàn thắng hơn. Bởi chính việc tận dụng một cách tối đa những cơ hội mà họ sở hữu. Nếu như tận dụng được cơ hội tốt hơn ở những phút cuối của hiệp 1 thì có thể tỷ số
là 2-0 cho team bé. Cột này, pha chuyền bóng hơi mạnh vừa rồi đến từ Văn Diện và cơ hội lại bị trôi qua. Ở hiệp 2 này FC U23 Huda cần phải làm rất nhiều, đặc biệt là trên mặt trận tấn công, để chí ít là cân bằng được tỷ số. Bóng vẫn đang trong tầm quyền sát của team bé. Không được. Văn Dương, kỹ thuật của Văn Dương, Junio, Văn Dương phối hợp là rất đẹp, nhưng ở những tình huống chạm bóng cuối cùng thì Văn Diện đã có mặt kịp thời để cản phá bóng, phạt biên cho Huda. Pha lắc bóng hơi lộ đến từ Bá Tùng, nhưng vẫn sẽ là phạt biên cho U23 Huda. Anh Đức, bóng trở lại kiểm soát của Văn Dương. Dứt điểm từ xa. Bóng. Hơi vội trong pha xử lý bóng vừa rồi. U23 Huda cần phong phú hơn, cần chắc chịu hơn. Và ở ngoài sân còn rất nhiều những cái tên mà U23 Huda đang sở hữu. Và khi có cơ hội, những Quốc Việt, những Minh Hiếu thì chắc chắn họ sẽ tỏa sáng nếu có cơ hội. Lên bóng cho U23 Huda. Junio, tình huống làm tường cho số 23 anh Đức băng lên không thật sự như ý của Junio. Người đang đứng trước bóng là Văn Hải. Vẫn là tỷ lệ kiểm soát bóng một cách vượt trội mà FC Huda tạo ra. Họ kiểm soát đến 30% cơ hội. Junio đã có tình huống phạm lỗi và penalty cho FC Huda. Một tình huống cài người và sẽ có thẻ vàng được rút ra đối với cầu thủ màu số 6. Junio ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài chỉ cho phép các cầu thủ U23 Huda được nhận một tình huống sút phạt ngoài hàng xa mà thôi. Cơ hội là vẫn còn, và thật sự có quá nhiều những lựa chọn mà U23 Huda có thể tạo ra, và có thể tạo ra sự khác biệt trong tình huống sút phạt này. Có Junio, có Văn Dương. Và ở ngoài xa, anh Đức vẫn sẵn sàng cho tình huống bóng này. Kinh nghiệm lắm. Junio. Dứt điểm! Vẫn rất xuất sắc, và vừa rồi Văn Minh lại chứng tỏ rằng tại sao anh được lựa chọn trong tình huống và trong trận đấu này. Một phong độ vang 10 của Văn Minh. Và thật sự trong những pha cản phá thì thật sự Văn Minh đang để lại những an tâm nhất định đối với ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ trong sân và ngoài sân của FC Team Bé. Rất chắc chắn, rất tỉnh táo và rất xuất sắc. Thật sự là miễn chê cho những pha cản phá và phong độ mà Văn Minh thể hiện trong trận đấu này và trong những phút vừa qua. Lên bóng cho Team Bé, không thành công. Văn Dương, bóng vẫn còn đáy biên. Và chạm bóng không thật sự như ý của mà Bá Tùng nhận được bóng. Pha phất bóng mạnh lên phía trên của Văn Minh. Xoay sở gióng rất tốt. Nhưng với sự truy cản đến của hai cầu thủ mà FC Huda tạo ra thì quá khó đối với đệ nhất. U23 Huda cần phải triển khai bóng nhanh hơn.
để chỉ ít có thứ đó là bàn gỡ hỏa. Một hòa tỷ số vô cùng bất ngờ khi hiệp 1 kết thúc. Junio tình huống phá bóng không được của đệ nhất đối với Junio. Hải Dương, Bá Tùng xoay sở bóng rất tốt, một cơ hội liên tiếp những cơ hội và rất nhiều những tình huống nguy hiểm mà FC Guda tạo ra trước khung thành của Văn Minh. Nhưng nếu bóng không đi vào xa ngang cột dọc và gặp sự truy cản của Văn Minh thì bóng lại đi lên trời. Guda cần phải chắc chịu hơn, tập trung hơn, tỉnh táo hơn và tinh tế hơn. Và đặc biệt thứ mà họ đang muốn đó là may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ. Kiểm soát bóng nhiều hơn, nhiều pha dứt điểm hơn, nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Nhưng thứ mà FC Guda cần bây giờ lại đang thuộc về FC Tim Bé, đó là bàn thắng. Pha chạm bóng đầu tiên của cầu thủ vừa được tung vào sân duy chiến. Một cầu thủ bên phía FC Tim Bé đang bị đau. Nằm như thế này thì zoom vào. Nằm như thế này thì zoom vào đi. Người đang bị đau đó là đệ nhất. FC Tim Bé thật sự chơi trong trận đấu này đang chứng tỏ rằng họ không phải là đội bóng dễ chơi. Và đối với U23 Guda, một đội bóng có số có má thì thật sự cái cách chơi này rất phù hợp. Dứt điểm, quá nguy hiểm trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Và vừa người Văn Hải đã tung ra rất nhiều những pha dứt điểm, rất nhiều những cơ hội nguy hiểm mà các cầu thủ FC U23 Guda tạo ra. Và như vậy FC Tim Bé có sự điều chỉnh về mặt con người, sự thay đổi người chiến thuật. Khi một cầu thủ ở trên hàng tấn công được cho ra nghỉ để tăng cường cho một cầu thủ ở hàng phòng ngự, bởi cũng phải thôi, FC Tim Bé đang có bàn dẫn trước và họ muốn bảo toàn tỷ số này trước một đội bóng rất mạnh mang tên U23 Guda. Guda cũng có sự thay đổi người khi Văn Tài được tung vào sân. Văn Dương, tình huống chuyền bóng của Văn Dương cho Bá Tùng, nhưng đáng tiếc Bá Tùng lại không hiểu ý của đồng đội mình trong tình huống chạy chỗ vừa rồi. Tình huống chơi bóng an toàn và sẽ có sút phạt biên cho FC Tim Bé. Duy Chiến hơi vội trong tình huống chuyền bóng vừa rồi, vẫn có một sự chắc chắn nhất định đối với hàng phòng ngự bên phía FC Tim Bé. Junio thật sự rất nhiều những khó khăn mà U23 Guda đang phải đối mặt, và thứ mà họ đang phải đối mặt nữa đó chính là tâm lý thi đấu đang có phần căng cứng. Cắt bóng rất tốt, lên bóng cho U23 Guda. Văn Dương không có lỗi, lợi thế cho FC Tim Bé. Anh Tuấn Tim Bé đang làm chậm nhịp độ lại. Cơ hội suýt chút nữa Văn Tuấn có thể chạm được đầu vào bóng. Và cứ lá như thế này
thì rất có thể UEFA đang phải nhận thêm bàn thua, bởi họ đang dồn toàn bộ những con người tốt nhất trên mặt trận tấn công. Còn bên phía FC Tim Bé, họ lại rất biết cách tạo ra khác biệt trong những pha phản công nhanh của họ. Đáy biên, Văn Dương. Phạt biên cho FC UEFA Huda. Văn Dương từ đầu trận đến bây giờ chạy không biết mệt mỏi. Anh có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, chạy chỗ có, truyền dài có, sút xa có. Nhưng thật sự những cố gắng của anh vẫn chưa được những vệ tinh xung quanh anh đáp ứng một cách tối đa. Cần nhiều hơn những đột phá, cần nhiều hơn những cái mới lạ mà ban huấn luyện U23 Huda tạo ra. Văn Dương. Nhắc nhở liên tục là những điều chỉnh của Bầu Hưng ở bên phía ngoài sân. Bởi như chúng ta đã biết, FC Huda lẫn FC U23 Huda là một trong những đội bóng có tiềm năng và được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch mỗi giải đấu mà họ tham gia. Nhưng ứng cử viên cho chức vô địch này đang gặp quá nhiều khó khăn trước chú ngựa ô của giải đấu mang tên FC Tim Bé. Tim Bé tấn công không nhiều nhưng khi họ tấn công là rất hiệu quả trong những tình huống lên bóng. Duy Chiến. Bóng lại kiểu thuộc về quyền kiểm soát của U23 Huda. Đang có những bế tắc nhất định trên mặt trận tấn công mà FC U23 Huda đang gặp phải. Văn Dương. Kỹ thuật của Văn Dương. Văn Dương. Cơ hội được trao lại cho FC Tim Bé. Phản công cho FC Tim Bé. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi và đáng khen cho Gia Huy. Và nếu không có sự xuất hiện của Gia Huy đúng lúc đúng chỗ như vừa rồi thì có thể FC Tim Bé sẽ làm nên những khó khăn trước khung thành của Hải Dương. Dứt điểm. Phạt góc cho FC Tim Bé. Hàng tá những cơ hội nhưng không tận dụng được. Mà chỉ một cơ hội mà FC Tim Bé tận dụng tối đa thì thật sự là quá nhiều toan tính, quá nhiều những điều chỉnh. Và đáng khen cho lối chơi này, cho phong cách chơi này. Một phong cách chơi có phần xù xì, có gai góc nhưng hiệu quả mà nó đem lại là triệt để. Chúng ta cũng phải nên nhớ rằng ghi 10 bàn trong một trận đấu là hủy diệt một trận đấu. Nhưng ghi một bàn 10 trận đấu lại hủy diệt một cả một giải đấu. Và thật sự FC Tim Bé đang chơi đúng với triết lý đấy. Quá nhiều những khó khăn, quá nhiều những mối nguy hại mà FC U23 Huda đang phải gặp phải. Và đây là cơ hội. Văn Minh gọi và Hải Dương đã trả lời. Suýt chút nữa tỷ số đã là 2-0 cho FC Tim Bé. Và thật sự lối chơi phòng ngự phản công của họ đang phát hiện một cách tối đa. Không nhiều những pha tấn công, nhưng khi tấn công lại biết tận dụng rất tốt những cơ hội mà mình sở hữu. Đó là Tim Bé, chú ngựa của giải bóng đá VFTV U23 Cup 2022. Lên bóng cho FC U23 Huda. Bóng vẫn còn. Đã có tình huống bị chơi. Đang có nhiều những tình huống sút xa hơn đến từ phía của các cầu thủ U23 Huda.
Đã đến ngay bây giờ Junio cũng được kéo xuống chơi nhằm dẫn dắt lối chơi và kéo bóng lên phía trên cho FC U23 Hu Đà. Một mình Văn Dương, một mình Junio là không thể gánh vác một tập thể U23 Hu Đà gặp quá nhiều những khó khăn, và đây là cơ hội. Lên bóng cho Tim Bé, bóng vẫn còn 4-4. Đáy biển, vẫn còn cơ hội. Đây là anh Tuấn, anh Tuấn. Một tình huống dứt điểm ngay của anh Tuấn. Một cầu thủ bên phía Tim Bé đang bị đau. Zoom vào chỗ đau đi. Và chính việc nằm sân hợp lệ này mà FC Tim Bé tạo ra đang khiến cho FC U23 Hu Đà gặp những ức chế nhất định về mặt tinh tế, về tâm lý và tinh thần. Zoom một người chạy vào thay này. Sẽ có phạt góc cho FC Tim Bé. Dứt điểm từ tuyến này vẫn còn. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm của số 5 Phạm Mạnh Hùng và Phùng Đệ Nhất, nhưng rất đáng tiếc bóng vẫn chưa thể tìm được mảnh lưới của Hải Dương. Gia Huy, Văn Dương đang có những khó khăn nhất định về mặt luân chuyển bóng lên phía trên. Hải Dương rất nhiều những tình huống đập nhà nguy hiểm quá, pha xử lý hơi phiêu lưu của Hải Dương. Và nếu như cầu thủ bên phía FC Tim Bé chấp được thời cơ và chắt chiu trong tình huống vừa rồi thì rất có thể tỷ số là 2-0. Junio và bắt vô lề không trung bóng của Junio. Ra vào bóng tỉnh táo của Hải Dương. Rất nhiều những điều chỉnh và rất nhiều những sự thay đổi mà FC U23 Hu Đà đang tạo ra. Nhưng thật sự cái khó của FC Hu Đà đang gặp phải đó là việc các cầu thủ chưa tận dụng được những cơ hội mà họ đang sở hữu. Văn Dương đi bóng. Đây là cơ hội. Pha chuyền bóng vào không thành công của Bá Tùng. Đập nhà 1-2. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của FC Hu Đà. Bá Tùng. Kỹ thuật của Bá Tùng chuyển vào không thành công. Phản công cho Tim Bé vẫn còn. Hải Dương vẫn chơi rất tỉnh táo và vẫn sẽ là cơ hội mà Hu Đà nhận được. Liên tiếp là những pha hãm thành nguy hiểm mà FC Hu Đà tạo ra. Văn Tài, Văn Dương, đại biển không thành công. Pha chuyền vào đáy biên không thành công của Gia Huy. Và bây giờ anh Tuấn, cầu thủ mang số 25, người sẽ được ban huấn luyện trao niềm tin trong những phút sắp tới. Một cầu thủ chơi ở vị trí phòng ngự được rút ra nghỉ. Và một cầu thủ mang thiên hướng tấn công nhiều hơn được tung vào sân. Số 25 anh Tuấn được ban huấn luyện trao niềm tin trong những phút sắp tới. Chuyền bóng không thật sự như ý. Lên bóng cho Tim Bé. Hơi vội trong pha dứt điểm vừa rồi. Và nếu như Văn Tuân chắc chịu hơn
mạnh dạn hơn, kéo dài đường bóng hơn thì rất có thể cơ hội sẽ đến với team bé rõ ràng hơn. Phản công cho team bé, xoáy bóng rất tốt của Văn Dương. Thật sự những đóng góp của Văn Dương trong trận đấu này và trong những phút của hiệp đấu này là rất đáng khen. Dứt điểm. Và dứt điểm đầu tiên của số 25 Anh Tuấn khi vừa được tung vào sân. Và ngay lập tức team bé cũng có sự thay đổi người khi Việt Anh được tung vào sân. Đánh đầu. Tình huống chọn điểm rơi có ý đồ của Văn Tài. Nhưng đáng tiếc bóng vẫn không tìm được mảnh lưới của Văn Mình và cơ hội lại bị trôi qua. Văn Dương, bóng vẫn còn, chạm bóng rất tốt. Ura cần phải nhanh hơn trong những pha tấn công của mình. Đáy biển, đây là Văn Tài. Văn Tài, Junio, kỹ thuật của Junio. Như vậy bóng đã đi hết đường biên ngang. Hơi cá nhân trong tình huống xử lý bóng vừa rồi của Junio. Và thật sự nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số 1-0 về FC Team Bé thì thật sự họ là người xứng đáng chơi không hay. Và gần như FC Team Bé trong cả trận đấu này họ không có nhiều những cơ hội, nhưng thật sự cái lối đá của họ, cách chơi của họ đang khiến cho những ứng cử viên cho chức vô địch như FC U23 Huda gặp phải những khó khăn. Hiệp hai đang quay về, trôi về dần những phút cuối. Và thật sự bây giờ FC Team Bé biết mình phải làm gì trong chất khó khăn đối với FC Huda. Họ có hàng tá những cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Và thật sự hơi đáng tiếc nếu như FC U23 Huda dừng chân ở vòng đấu này, vòng tứ kết của giải bóng đá VFTV U23 Cup 2022. Junio, kỹ thuật của Junio. Đang có những ức chế nhất định về mặt tâm lý đối với cả Junio lẫn các cầu thủ bên phía U23 Huda. Rất nóng mắt. Thật sự là những khó khăn và những ức chế nhất định về mặt tâm lý đang khiến cho U23 Huda gặp khó. Junio, Văn Dương. Vẫn là cơ hội. Và như vậy trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0. Một chiến thắng được coi là đầy toan tính của FC Team Bé. Xin chúc mừng FC Team Bé bước tiếp vào vòng tiếp theo của giải bóng đá VFTV U23 Cup 2022. Và hẹn gặp quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.